giá heo giảm dần nhưng vẫn cao hơn Tết năm ngoái hàng chục ngàn đồng. Chuyến xe sum vầy đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Người chăm sóc mai Tết phấn khởi vì được mùa. Xe khách 40 chỗ nhồi nhét 82 người, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe. Câu chuyện độc đáo hôm nay là những hình ảnh về hoa lan được trồng từ công nghệ cao rộn ràng vào vụ Tết. Kính chào quý vị khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 1 năm 2020. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Quốc Huy của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Thưa quý vị, theo ghi nhận, lượng thịt heo về các chợ đầu mối đã tăng nhưng sức mua không nhiều khiến giá có xu hướng giảm dần và dự báo giáp Tết không nhiều biến động. Tuy nhiên, mức giá hiện tăng mạnh nếu so sánh với Tết cùng kỳ năm ngoái. Theo chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo nhập chợ đêm ngày 18 và 19 tháng 1 đạt hơn 360 tấn một đêm, tăng hơn vài ngày trước đó 60-70 tấn. Giá heo mảnh đã mổ không đầu bán ra giá 100.000 đồng một ký loại 1 và loại 2 đạt 92.000 đồng một ký, giảm 6.000-7.000 đồng một ký so với các đêm trước đó. Tương tự, giá heo bán ra chợ Bình Điền hiện giảm nhẹ so với trước đó với heo mảnh 95.000 đồng một ký và mảnh loại nái 75.000-83.000 đồng một ký, nạc 140.000 một ký. Theo đại diện chợ Bình Điền, mức giá trên tăng mạnh so với thời điểm này của Tết năm ngoái. Theo đó, nếu so với năm ngoái, giá heo mảnh hiện đã tăng 50.000 đồng một ký, mảnh loại nái tăng 41.000 đồng một ký, ba rọi tăng 90.000 đồng một ký và nạc tăng 80.000 đồng một ký. Vừa qua tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình chuyến xe thanh niên công nhân chuyến xe sum vầy năm 2020. Chuyến xe thanh niên công nhân là hoạt động nhằm chăm lo cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Năm nay chương trình dành tặng 2.270 vé xe và quà Tết trị giá khoảng 500.000 đồng cho mỗi công nhân khó khăn về quê. Số lượng vé xe trao tặng thêm 770 vé so với năm ngoái. Sau 12 năm tặng vé xe Tết, trung tâm đã tặng hơn 10.000 vé và quà Tết. Với hiệu quả thiết thực, chuyến xe sum vầy đã giúp cho biết bao hoàn cảnh khó khăn được về quê sum vầy cùng gia đình, có phần mang lại không khí ấm áp, hạnh phúc trong ngày Tết cổ truyền. Thưa quý vị, nghề chăm sóc mai Tết thời gian gần đây trở thành một nghề giúp bà con nông dân thu nhập khá khi đến Tết. Năm nay thời tiết thuận lợi, nhiều vườn mai trổ hoa đúng Tết nên người chăm sóc mai thuê rất phấn khởi. Hàng chục gốc mai Tết tại vườn nhà bà Võ Thị Khoai ở thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang chuẩn bị bung nở. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề cộng với thời tiết năm nay thuận lợi nên khoảng 80% số mai nhận chăm sóc thuê của bà đều cho hoa như ý. Giữ mướn cho người ta, nhiều cái ông ban ngày ông xã đi giao cho ta, cái tối ông xã lên đây ngủ, đang giữ chuyển mới được. Nói chung như năm nay đạt bông nhiều luôn đó. Một cha cũng như chậu lớn thì cũng chịu, cũng tùy theo chậu nào tính tiền theo chậu nấy. Nghề chăm sóc mai Tết bắt đầu phát triển mạnh ở các tỉnh miền Tây vài năm trở lại đây. Đây đa số là những chậu mai của những gia đình hoặc công ty không có không gian và thời gian chăm sóc. Mặt khác, để Tết năm sau mai trổ đẹp nên cần người chăm sóc. Tùy vào số lượng mai nhận chăm sóc mà người làm nghề có thu nhập khác nhau, có hộ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng trong dịp Tết. Vụ mai Tết Canh Tý 2020 này, người chăm sóc mai phấn khởi vì tỷ lệ thành công cao. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hồng Ngự kết hợp cùng người dân ở các xã Thường Phúc 1, Thường Thế Hậu A và Thường Lạc tổ chức gói bánh tét tặng gia đình chính sách và lực lượng bộ đội biên phòng nhân dịp Tết Canh Tý 2020. Hơn 550 đòn bánh tét của người dân biên giới đã được gói tỉ mỉ tận tay trao tặng các gia đình chính sách và lực lượng bộ đội biên phòng ngày đêm gìn giữ bình yên cho người dân biên giới Hồng Ngự. Chi phí hoạt động gói bánh tét trên 16 triệu đồng từ sự đóng góp của người dân địa phương. Món quà nhỏ giản dị nhưng phần nào làm ấm lòng các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. Thưa quý vị, vào chiều qua, một cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi trên địa bàn phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến người dân hốt hoảng. Trước đó, người dân phát hiện khói bốc lên từ lầu 3 của cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi tại hẻm 722 thuộc khu phố 3, phường Tam Hòa. Do thời tiết nắng nóng kèm gió lớn, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan rộng khắp lầu 3.
Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa. Sau gần 2 tiếng đồng hồ chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Đại diện cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy có một số trẻ trong cơ sở nhưng đã được mọi người đưa ra ngoài an toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Sáng ngày 20 tháng 1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một vỏ lãi chở số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ. Trước đó, nhận được tin báo của người dân tại khu vực tuyến kênh Trà Sư thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, có một đối tượng điều khiển vỏ lãi chạy với tốc độ cao có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm, nên lực lượng công an tiến hành chốt chặn để kiểm tra. Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng đã tăng ga đâm phương tiện vào bờ và nhanh chân trốn thoát bỏ lại phương tiện. Tại hiện trường, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện đang chở 2.800 bao thuốc lá ngoại. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phát hiện và xử phạt 210 triệu đồng đối với 2 xe khách chở người vượt quá số lượng quy định. Trước đó, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe khách 40 chỗ lưu thông hướng thành phố Hồ Chí Minh Nghệ An do tài xế Nguyễn Văn Nghĩa, 40 tuổi, ngụ Nghệ An điều khiển, phát hiện trên xe có tổng cộng 82 người vượt gấp đôi quy định. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Nghĩa không xuất trình được giấy phép lái xe và hợp đồng vận chuyển hành khách. Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác đã kiểm tra xe khách lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Quảng Trị do tài xế Hoàng Quỳnh, 49 tuổi, ngụ Quảng Trị điều khiển. Trên xe có 77 người vượt quá quy định 34 người. Hai xe vi phạm được đưa về bến xe khách Đồng Nai, đồng thời bố trí thêm 2 xe khác để sang bớt hành khách, đảm bảo đúng số lượng người quy định rồi mới tiếp tục hành trình về quê đón Tết. Thưa quý vị, Đà Lạt vốn nổi tiếng là xứ sở ngàn hoa, tại đây quy tụ hàng ngàn giống hoa các loại. Tuy nhiên, cứ vào dịp lễ Tết thì những cành hoa lan lại có sức thu hút mãnh liệt đối với những người chơi hoa. Hiện nay, nhiều nhà vườn ở thành phố Đà Lạt đã áp dụng công nghệ cao trong việc trồng hoa lan. Việc này vừa tiết kiệm được nhân công lao động mà hoa lan lại được nuôi dưỡng tốt hơn. Và trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán 2020 thì những vườn hoa lan lại trở nên nhộn nhịp. Tất cả đã bắt đầu cho vụ hoa Tết. Những nụ hoa bắt đầu bung nở, những cành hoa lung linh khoe sắc dưới nắng. Những cành hoa lan vàng ươm như thế này đang được những người trồng hoa chăm sóc một cách tỉ mỉ và đầy nhiệt tâm tại một trang trại hoa lan Dolly ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trong từng chậu lan, những chiếc lá cũng được chăm sóc một cách kỹ lưỡng nhất như thế này. Yêu vẻ đẹp thuần khiết của lan cộng với sự đam mê với nghề trồng hoa, nên chỉ trong vài năm, từ một vùng đất trống dưới đôi bàn tay cần cù của những người nông dân, nơi đây đã trở thành một trang trại hoa lan ngút ngàn khoe sắc. Tại thành phố Đà Lạt, hiện nay hoa lan được các chủ nhà vườn đầu tư mạnh tay cho việc áp dụng công nghệ cao vào khâu chăm sóc. Ưu điểm của việc áp dụng công nghệ vào chăm sóc lan đó là có thể làm cho hoa nở đúng dịp. Đặc biệt trong vụ hoa Tết thì việc làm hoa nở đúng dịp được xem là yếu tố thành công hay thất bại của cả vụ hoa. Chính vì thế mà nhiều người đã chọn cho mình cách chăm sóc phù hợp hơn. Tình yêu mãnh liệt với hoa lan cũng đã giúp anh Quân mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ sinh học vào việc trồng lan. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ đây anh Quân có thể gặt hái được những thành công tại vườn lan rộng hơn 1.000 mét vuông của mình. Giống ở đây thì đa số là đều nhập từ nước ngoài về. Cái con đến lúc mình nhập về thì cái chế độ dinh dưỡng của nó rất là khác với những cây lớn. Thường thường thì mình sẽ chăm sóc những cây mô đó rất là kỹ lưỡng để cho nó đạt những chất lượng lớn về sau này, về lâu về dài thì nó sẽ được ổn định hơn về chất lượng cũng như là kết quả của công đoạn mình chăm sóc. Những người yêu hoa như vẽ nên một bức tranh đẹp trên mảnh đất ngàn hoa đầy thơ mộng. Nhìn những bông hoa khoe sắc lung linh trong nắng, nhưng phía sau đó là cả những câu chuyện về sự quyết tâm và yêu nghề của những người nông dân.
những con người không ngại khó khăn, cần cù lao động trên chính mảnh đất quê hương mình. Thành quả tươi đẹp này cũng là những minh chứng hiện hữu nhất cho câu nói đất không phụ công người, chỉ có người phụ đất mà thôi. Bình thường thì hoa thì ai cũng yêu rồi, căn bản thì ai cũng yêu. Nhưng mà để mình chăm sóc được một cái cây lan, một cây hoa cho nó đẹp, phải bỏ ra rất là nhiều tâm huyết của người trồng. Phải từ công đoạn chăm sóc tỉ mỉ, tưới tắm cho nó đàng hoàng, rồi chăm sóc từ những cái nhỏ nhất đến những cái lớn nhất. Cái đó là đối với một người trồng hoa thì mình cảm thấy nó giống như là một niềm tự hào của mình. Có thể nói rằng chịu thương, chịu khó là một trong những đức tính hàng đầu của những người nông dân điển hình sản xuất giỏi. Tuy rằng mỗi người mỗi điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, cách thức làm ăn, phát triển kinh tế cũng đa dạng, không ai giống ai. Nhưng tất cả họ đều có một điểm thống nhất giống nhau, đó là tinh thần dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng áp dụng, tiếp cận những quy trình, những kỹ thuật mới vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Và trong không khí những ngày giáp Tết thì những vườn hoa lan lại tất bật hơn, tất cả mong về một vụ hoa Tết thuận lợi. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuitre.vn quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.